Nhưng chúng ta thấy nè, cái này nè, nếu mà chúng ta thấy cái dấu cộng, cái thước mà dấu cộng á thì nó là bên ngoài và interior là dấu trừ. Vậy thì cái tường này quý vị các bạn lưu ý một điều. Đây là cái phần hơi khó này. Chúng ta thấy nè, cái đường màu đỏ ở chỗ này nè, cái tường nó luôn luôn canh cái lề phải vào đây, nếu cái lề phải bằng 0 thì cái lề phải này sẽ vô ngay cái tường này. Đó. Bây giờ giả sử là tôi cho cái bề dày tường này là 100, vậy thì có một cái lớp thứ hai nằm ngoài thì cái lề phải của nó phải được canh là 100 thì nó mới cách cái đường đỏ này 100. Còn nếu mà chúng ta có cái lề phải của nó, ví dụ như cái lớp thứ ba này nó nằm là 20 mm thì cái lề phải của nó phải là trừ 20 thì nó mới có cái chuyện là nó nằm ở đây. Bây giờ quý vị các bạn xem nha, chỗ lớp gạch này chúng ta di qua đây chúng ta sửa nó. Bề dày của nó chúng ta thấy BV kép ở chỗ này chính là bay width, tức nghĩa là bề dày cơ sở chúng ta lít chuột đó. Chúng ta chọn thì chỗ này nè, bề dày cơ sở này quý vị các bạn cho bằng 0. Tôi không muốn có cái bề dày cơ sở nào cả. Mà tôi cho cái bề dày của cái gạch này là 100 chẳng hạn. 100 mm đó. Đó, như vậy thì cái lớp gạch đó sẽ có bề dày là 100 mm. Và cái S offset này quý vị các bạn xem nha, chúng ta di chuột sang bên này chúng ta xem nè. Cho tôi thấy nè. Muốn cái lề phải nó mà canh vô cái đường màu đỏ này nè thì quý vị các bạn phải để cái S offset của nó bằng 0, tức là S offset chúng ta dời qua đây nè. Cái canh lề của nó đó bằng 0. Chúng ta click vào S offset ở đây. Và chúng ta chọn là cái bay width này chúng ta cho bằng 0. Và quý vị các bạn nhìn lại đây, tôi lít chuột, và quý vị các bạn nhìn lại đây nè. Rõ ràng chúng ta nhìn bên tay trái này nè, chúng ta thấy cái lề phải của cái đường này đã canh vào đây. Bây giờ tôi thêm hai cái lớp, một cái lớp hồ, lớp vữa bên tay trái bên ngoài tường và luôn cái lớp vữa dày 20 mm vô phía trong này. Quý vị các bạn xem nha. Tôi add vào đây một lớp. Add component. Chúng ta click vào add component. Đó. Chúng ta chọn cái thành phần này nè, chỗ cái name này nè, chúng ta sửa lại, chúng ta nói nè, đây là cái lớp vữa số 1. Đó. Mức độ ưu tiên là số 2, thí dụ vậy. Bề dày cơ sở chỗ này là 20 ly. Và cái cạnh của nó thì quý vị các bạn thấy nè, tôi cho này là cạnh phải của nó là 100. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại đây. Trên cái hình này. Chúng ta thấy cái tường này đó, cái bề dày của nó nè, cái bề cạnh phải của nó canh ra đây á là 100. Đó, nó canh ra canh lại phải. Bây giờ tôi ốp một cái lớp hồ ở đây nữa, lớp vữa thứ hai. Bây giờ chúng ta làm điều tương tự cho nó. Chúng ta chọn Add Component trên hộp thoại này. Và chúng ta sửa lại. Chúng ta nói là đây là cái lớp vữa số 2. Và mức độ ưu tiên là số 3. Tường này có cái bề dày âm 20. Xin lỗi, là âm 20, đó là canh lề của nó là âm 20. Thì chúng ta nhìn lại ở đây hoàn toàn chúng ta có được cái tường 3 lớp. Chúng ta click OK ở chỗ đó. Click OK. Sau khi lít OK xong quý vị các bạn xem nha, tôi chọn cái tường này nè. Tôi chọn cái tường cơ sở này nè. Tôi lít vào cái tường standard, cái tường mà tiêu chuẩn nè, lít vào đây. Và trên cái hộp thoại gọi là property chỗ này nè, tôi chọn cái kiểu tường là. Bây giờ chúng ta nhìn top, nhìn từ trên xuống. Chúng ta chọn top. Nhìn từ trên xuống. Quý vị các bạn nhìn kỹ lại nó có cái gì. Chúng ta thấy rõ ràng rằng ba cái lớp tường có đúng không ạ? Tới chỗ này chắc quý vị các bạn hình dung được cái chuyện mà chúng ta tạo tường nhiều lớp. Chúng ta tạo có thể là rất rất nhiều lớp, 3, 4, 5 lớp gì đó. Phía ngoài là một cái gạch, một cái sau gạch vữa đó lại là một cái lớp gọi là gạch ốp tường hay gì đó, ốp lát kiểu gì đó vân vân, là do chúng ta tùy thôi. Thì chúng ta có thể làm như vậy tuần tự để tạo nhiều lớp. Tất nhiên là cái chiều cao của từng lớp một có thể thay đổi, quý vị các bạn có thể chỉnh trong đó. Bây giờ chúng ta thấy trên cái màn hình của chúng ta, rõ ràng cái lớp tường này nè là nó không có vật liệu ở đây. Vậy thì chúng ta click chuột trái lên nó. Chúng ta click chuột phải, chọn cái gọi là Edit Wall Style. Chúng ta mới chỉnh, bấm sang cái trang Material ở đây, trang vật liệu. Thì trên cái trang vật liệu này chúng ta nói là giả sử cái lớp gạch, định nghĩa của nó là đây. Chúng ta click chuột chọn trên danh sách này. Ví dụ chúng ta nói đó là một cái loại gạch gì đó. Lớp vữa thứ hai này tùy chúng ta chọn. Tất nhiên là đây tôi có ý minh họa thôi, cho nên nó vật liệu nó chưa đúng. Còn nếu mà quý vị các bạn muốn thì chúng ta có thể tạo được vật liệu. Bởi vì quý vị các bạn đã thấy rằng chúng ta làm được ở trong cái phần gọi là quản lý hiển thị các đối tượng, mà trong những phần bài trước tôi trình bày rất là kỹ. Quý vị các bạn thấy rằng chúng ta có thể
tạo ra những vật liệu, chẳng qua là chúng ta khống chế các cái cách hiển thị của nó thôi. Bây giờ chúng ta ok ở chỗ này, toilet ok. Thì chúng ta nhìn lại đây, cái phần vật liệu phía trên này quý vị các bạn thấy nè, đó, ở giữa này là một cái lớp vật liệu rõ ràng nó xuất hiện, tùy theo chúng ta gán ở chỗ đó mà vật liệu nó xuất hiện ở đây nha. Yeah. Đó, chúng ta thấy như vậy. Thưa quý vị và các bạn, đến cái chỗ này thì chúng ta hiểu được cái cách căn bản là chúng ta tạo một cái tường nhiều lớp như thế nào, để mà chúng ta có thể bắt tay vào cái chuyện là chúng ta dựng các cái dự án, chúng ta làm những cái công trình của chúng ta. Thì tôi đã trình bày tương đối là chi tiết. Tất nhiên là chúng ta cũng còn nhiều cái thông số khác mà trong cái quá trình cụ thể chúng ta làm bài tập thì tôi sẽ tiếp tục trình bày quý vị các bạn. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục trình bày quý vị các bạn những cái phần nâng cao trong các cái đối tượng kiến trúc mà chúng ta thấy ở đây. Bây giờ chúng ta di chuột lên phía trên này nè, chọn vào design. Quý vị các bạn thấy cái phần opening, đó là những cái khoảng mở, khoảng trống ra từ đó. Quý vị các bạn xem nha. Bây giờ tôi muốn làm chuyện đó thì tôi phải cho cái khoảng trống nó vào một cái tường nào chẳng hạn. Bây giờ tôi mở rộng cái tường này, tôi nhìn ở một cái hướng nào đó. Đó. Bây giờ tôi sẽ xóa hai cái tường ở phía trước để tôi chừa lại cái tường này ở đây. Bây giờ các bạn thấy là tôi click chuột trái lên cái tường này và tôi click chuột phải, tôi chọn insert. Trên cái phần insert này chúng ta chọn cái phần là opening. Đó, quý vị các bạn click chuột vào opening ở đây. Có thể là trong cái quá trình mà chúng ta trang trí hay cái gì đó vân vân. Đó, quý vị các bạn thấy đây là cái chúng ta escape để thoát ra cái opening đó. Đây là cái khoảng trống cái opening này nè. Bây giờ quý vị các bạn thấy nè, tôi click chuột lên trên chính cái khoảng trống đó, tôi có thể thay đổi được kích thước của nó. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể là chúng ta click chuột phải, chúng ta chọn là chúng ta add raw file, tức là chúng ta thay miên dạng rồi đó. Cái khoảng trống mở ra đó không có phải là một cái hình chữ nhật mà nó là một cái hình nào đó, chúng ta click vào add raw file. Thì chúng ta nói là chúng ta để cái raw file đó để là start from brush, tức là chúng ta tự làm lấy, và cái raw file đó tên là new opening raw file chẳng hạn, chúng ta click ok. Quý vị các bạn thấy gì? Lúc này cái opening, cái khoảng trống của chúng ta nó hiện ra một cái biên dạng giống như thế này. Thật sự mà nói quý vị các bạn, trước khi mà chúng ta tiếp tục cái phần này, chúng ta mới nói vậy nè. Đối với các đối tượng là cửa, cửa đi đó, cửa sổ, vân vân, thì chúng ta vẫn có thể làm cái chuyện tương tự giống như thế này. Tức là bữa trước tôi đã hướng dẫn quý vị các bạn, tức là chúng ta làm một cái cửa đi ở một cái dạng là hình lục giác, hình ngũ giác hay là một cái hình ngôi sao, chúng ta làm được. Thì trên cái opening này nó cũng sẽ sử dụng các raw file, mà thay vì tôi phải đi tạo raw file trước thì quý vị các bạn thấy là ở đây là tôi có thể là gì, làm raw file tại chỗ. Quý vị các bạn xem nha, chúng ta chọn ở đây nè, chúng ta click vào cái, khi chúng ta ở cái chỗ mà chúng ta rê chuột vào đó, quý vị các bạn thấy là cái vertex đó, chúng thấy nè, chúng ta có thể nè bấm chuột vào cái đó và chúng ta gõ phím control để nó thay đổi ba cái tính năng mà quý vị các bạn thấy trên cái trình đơn cảm ứng xuất hiện. Một là move, tức là dời nó. Hai là remove, gỡ cái đỉnh nó đi. Nếu mà chúng ta gỡ đỉnh đi thì lúc đó cái biên dạng này nó còn lại là gì? Nó là còn cái hình tam giác. Hoặc là chúng ta muốn offset S, tức là chúng ta mở rộng nó thêm một cái khoảng nào đó, thì chúng ta lại tiếp tục đánh control. Vậy thì chúng ta click chuột ở đây, mà tùy chúng ta muốn thôi. Đó, quý vị các bạn thấy là tôi gõ control nó thì nó thay đổi đó. Đó, tôi gõ control liên tục. Tôi gõ, tôi bấm chuột ở đó và tôi gõ control. Như vậy thì giả sử trong trường hợp này á, tôi bấm cái biên dạng nó ra đây. Còn ở phía giữa này nè, quý vị các bạn thấy là khi tôi ở giữa cái đối tượng này, giữa cái cạnh này, nó luôn luôn có một cái nút ở cái dạng là đó, chúng ta thấy một cái biểu tượng nhỏ nè. Nếu chúng ta muốn thêm, tùy ha, quý vị các bạn thấy nó hiện lên, chúng ta nhìn kỹ là chỗ đó có cái gì. Nếu chúng ta bấm chuột vào đó mà chúng ta gõ control, một á là nó offset, nó dời đó ra. Hai là nó thêm đỉnh. Ba, nó biến thành cái đó là một cái cung cong. Và 4 là nó sẽ offset toàn bộ cái đối tượng nó ra. Chúng ta nhìn lại cái đối tượng nó từ trên xuống dưới, offset, add, vertex, vân vân. Thì chúng ta click chuột vào đó và chúng ta gõ control thôi. Đó, quý vị các bạn thấy nè, đó. Tùy, ví dụ như trong trường hợp này là tôi dời cái đối tượng lại đây, tôi lại click chuột vào đây và tôi muốn thêm đỉnh thì tôi lại tiếp tục giống như vậy. Quý vị các bạn thấy đó. Sau khi làm được toàn bộ cái chuyện đó rồi,
Chúng ta cứ làm tuần tự vậy thì chúng ta thấy ở đây nè. Chúng ta có thể bỏ tất cả cái sửa đổi đó hoặc là chúng ta lưu lại. Quý vị và các bạn xem tôi click Z Show All. Thì chúng ta có được cái opening của chúng ta có một cái dạng nào đó. Trong cái phần bài ngày hôm nay quý vị các bạn thấy là chúng ta đang đi tới những cái phần khá là chi tiết đối với các cái đối tượng kiến trúc. Bởi vì trong cái những cái phần bài trước á, chúng ta có thể đơn giản, rất là đơn giản là chúng ta chèn đối tượng vào, chúng ta tạo kiểu nó vân vân. Đó, theo ý chúng ta muốn. Nhưng mà để mà chúng ta thấy là để hoàn chỉnh được cái đối tượng thì chúng ta phải tốn khá nhiều thời gian. Và đây là những cái phần mà tôi muốn trình bày quý vị các bạn, có thể là nó làm cho chúng ta cảm thấy nó hơi nặng nề một tí. Bây giờ chúng ta lại chỉnh những cái đối tượng khác. Như các bạn xem nè, tôi chọn vào cái phần gọi là lab ở chỗ này. Chúng ta có cái sàn ha, bây giờ có cái sàn. Trước khi muốn có cái sàn này thì bây giờ các bạn xem nha, bây giờ tôi thoát ra chỗ này. Tôi dựng một cái hình chữ nhật nằm ở đây để làm cái sàn. Đó, chúng ta có cái sàn giống như vậy. Bây giờ chúng ta mới di chuột lên cái phần design đây nè. Chúng ta chọn cái trang, cái bảng gọi là bảng design. Chúng ta click vào design ở đây. Chúng ta chọn lab. Cái phần này tôi cũng đã trình bày quý vị các bạn khá lâu. Chúng ta click vào lab. Và chúng ta chọn gọi là Apply Tool Property to Lightwork and Wall. Chúng ta click vào đó. Click vào lab. Và chúng ta xóa luôn cái đường dựng hình đó. Chúng ta trả lời được dòng lệnh này, quý vị các bạn xem nè. Chúng ta trả lời được dòng lệnh, chúng ta trả lời Z, Enter. Đó, thì giống như cái lần trước nên là tôi làm rất là nhanh. Đó, chúng ta có được cái sàn giống như thế này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ lít chuột phải trên cái sàn này. Chúng ta chọn Edit Lab Style. Tức là cái sàn này nó có cái biên dạng của nó. Chúng ta có biên dạng của nó. Chúng ta click vào đó. Thì quý vị các bạn thấy là trên cái trang thứ hai là component. Thì cái phiên bản 2007 trở về sau thì chúng ta có cái tính năng là tạo cái sàn nhiều lớp. Thế thì trong cái phần này nó cũng tương tự như cái phần tường. Thì tôi sẽ trình bày quý vị các bạn chi tiết hơn trong những phần bài sau. Thì đây cũng là cái nội dung mà tôi muốn chuyển tải quý vị các bạn trong cái phần bài ngày hôm nay. Rất mong quý vị các bạn chúng ta thực hành cái điều đó ở nhà. Và mong quý vị các bạn đạt được kết quả tốt. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.